Ngày 20 tháng 6, tại huyện Lang Chánh, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, lãnh đạo Công an huyện Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân và Quan Hóa. Tại buổi lễ, đại diện phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động đồng chí Thượng tá Trương Xuân Hùng, sinh năm 1972, quê quán thị trấn Cảnh Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Phó trưởng Công an huyện Bá Thước, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Lang Chánh. Quyết định điều động đồng chí Thượng tá Lương Thế Anh, sinh năm 1976, quê quán xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Phó trưởng Công an huyện Thường Xuân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định đối với các đồng chí được điều động lần này. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh cũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động tới nhận nhiệm vụ của huyện và chuyển công tác. Lãnh đạo các huyện và một số ban ngành cũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng cũng như những thành tích mà các đồng chí được điều động đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng ở vị trí công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đoàn kết cục tập thể lãnh đạo, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lang Chánh luôn đoàn kết, tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ để các đồng chí cùng Thường vụ huyện ủy, Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch vững mạnh. Cần khẩn trương nhanh chóng tiếp cận công việc, tạo lập mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn nữa với cấp ủy chính quyền cấp cơ sở và quần chúng nhân dân trên địa bàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Hà Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Quan Hóa và Thượng tá Trương Xuân Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lang Chánh đã bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm điều động các đồng chí về vị trí công tác mới, đồng thời mong muốn ở môi trường làm việc mới, lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tạo mọi điều kiện giúp đỡ bản thân hoàn thành tốt mọi trọng trách được giao. Các đồng chí nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc tại buổi lễ, qua đó sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể cấp ủy, ban lãnh đạo đơn vị, xây dựng tập thể ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được cấp trên giao phó.